Xin chào các bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thuật Hay Vlog. Hôm nay thì mình xin chia sẻ tới bạn fix những cái lỗi mà chúng ta gặp phải khi các bạn tải ứng dụng trên CH Play. Thì thông thường các bạn thường tải một số các ứng dụng game hoặc là phần mềm gì đó trên CH Play về mà nó bị lỗi thì do những nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất là các bạn tải các cái ứng dụng về trong khi đó là cái mạng internet của các bạn không được ổn định, thì nó sẽ thông thường nó sẽ dẫn tới những cái lỗi là lỗi 495 hoặc là 490, bởi vì các bạn sử dụng các cái đường truyền internet không được tốt. Thì như vậy thì khi mà các bạn tải các cái gói ứng dụng từ trên CH Play về, nó sẽ bị gián đoạn và một số các cái lỗi trong cái file tệp của nó sẽ bị hỏng, dẫn tới các bạn không thể cài đặt được ứng dụng mà nó sẽ bị báo lỗi về. Cái tiếp theo nữa là cái máy của các bạn cấu hình nó không được cao, dẫn tới một số các cái phần mềm nó quá nặng hoặc là nó không thể mà cái bộ vi xử lý của nó làm việc quá nhiều, cho nên là nó sẽ dẫn đến một số các cái lỗi linh tinh khác nhau làm cho chúng ta không thể cài đặt được. Để fix được cái lỗi một số các cái máy mà cấu hình kém mà nó bị cài đặt ứng dụng lỗi, thì các bạn có thể tắt một số các cái chức năng phần mềm trên điện thoại của các bạn trước để cho cái máy chúng ta nó hoạt động tốt hơn, sau đó chúng ta nên cài đặt phần mềm. Các bạn có thể tắt bằng cách ấn vào phần cài đặt và chúng ta sẽ vào phần hệ thống để chúng ta tắt một số các ứng dụng chúng ta sẽ tắt một số các ứng dụng mà chúng ta ít sử dụng hoặc là không sử dụng. Ở đây mình lấy giả sử như cái bàn phím Android này đi. Đó, cái phần bàn phím Android này nó luôn luôn hoạt động chung với máy của mình. Tuy nhiên mình lại không thể sử dụng cái phần bàn phím Android AOSP này. Cho nên là các bạn cũng có thể tắt cái phần mềm này, phần này đi. Đó. Hoặc là một số các cái thư mục khác giống audio FX đây, các bạn nên tắt đi, bởi vì mấy cái này nó sẽ sử dụng dữ liệu của bạn này, nó sẽ sử dụng cái dữ liệu 3G của bạn nhé. Tiếp theo đó nó sẽ chiếm cái bộ nhớ này và mức sử dụng pin đó, thì chúng ta nên tắt một số các cái ứng dụng khác đi, email đó. Như vậy thì cái máy của chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn này. Và tiếp theo đó các bạn có thể kéo xuống cái mục bộ nhớ. Và hoặc là trên máy của các bạn thì nó sẽ hiện là RAM. Các bạn sẽ xem cái mức thống kê sử dụng RAM của nó là bao nhiêu. Và những cái ứng dụng nào mà nó thường xuyên sử dụng cái bộ nhớ RAM này các bạn nên tắt bớt đi nhé. Đó. Các bạn có thể thấy cái audio X này, mình đâu có làm gì đâu mà nó mất 3,5 mê sử dụng RAM của mình rồi. Dịch vụ NFC này 4 mê này, email 4,6 mê này. Đó thì một số các cái mà nó không liên quan thì các bạn tắt bớt nó đi. Đó, hoặc là một số các cái ứng dụng mà các bạn hay sử dụng nhá. Các bạn nên tắt nó đi để các bạn cài đặt trước. Giống như là các cái ứng dụng Facebook chẳng hạn. Các bạn có thể ấn vào buộc dừng đi. Cho nó dừng lại. Sau đó các bạn sẽ vào phần CH Play để cài đặt. Sau khi các bạn cài đặt xong, các bạn lại bật lại Facebook lên để cho nó chạy tiếp. Đó. Còn nếu mà các bạn cứ để nó chạy cùng thì nó sẽ làm đơ máy và nó sẽ bị lỗi cái gói cài đặt nhé. Đó. Tiếp theo nữa là các bạn nên vào phần cài đặt này. Một số các cái lỗi mà các bạn tải mãi mà ứng dụng nó cứ đinh trệ, nó không chịu tải về, nó chỉ hiện là đang tải ứng dụng xuống. Thì đó là cái lỗi mà các bạn không cài đặt ở trong cái mục này. Các bạn vào cài đặt này. Tiếp theo đó các bạn đặt cái tùy chọn tải xuống ứng dụng này. Các bạn đặt ở qua bất kỳ mạng nào nhé. Đừng có để wifi hoặc là luôn hỏi tôi. Các bạn để qua bất kỳ mạng nào đi. Đó. Sau đó thì... ở đây mình lấy giả sử nhé, mình sẽ cài cái ứng dụng này đi.
Cài đặt. Rồi xin lỗi, để mình vào cái mục lại. Cài đặt này. Tùy chọn ứng dụng tải xuống này. Luôn hỏi tôi nhé. Mình sẽ lấy giả sử như này. Tiếp theo đó mình sẽ cài đặt ở đây. Khoan đã, để bình thường thì nó sẽ hiện cái mục mà ok đó, nó sẽ hiện cái mục như này. Các bạn không biết làm thế nào để nó tải xuống đây, nó hiện là đang chờ wifi này, mà rõ ràng là mình đã đăng nhập wifi rồi nhá, mà nó cứ hiện là đang chờ wifi đây đó, thì nó cũng không chịu tải xuống. Vì vậy các bạn nên vào phần cài đặt này, và chúng ta sẽ chuyển nó thành cái mục qua bất kỳ mạng nào, như vậy nó mới chịu tải xuống này. Đây mình cài đặt lại cho bạn xem nhé. Đó, nó hiện đang chờ tải xuống và nó đang được tải xuống này các bạn. Đó, mình sẽ xóa đi bởi vì mình không có cần cài đặt cái ứng dụng này. Đó thì các bạn lưu ý cho mình là thứ nhất là mục internet này, đường truyền internet phải tốt. Đó, mục tiếp theo nữa là cái RAM của các bạn sử dụng thì cái bộ vi xử lý của bạn phải được thông thoáng. Cái tiếp theo nữa là các bạn phải kiểm tra cho mình là cái bộ nhớ của các bạn đã sử dụng có bị đầy hay không, bằng cách các bạn ấn vào cài đặt này. Các bạn vào cái mục bộ nhớ điện thoại. Đó thì cái bộ nhớ của mình đã sử dụng 10,16 MB trong tổng là 14 GB này. Thì các bạn nên xem cái bộ nhớ của bạn nó đã bị đầy chưa. Nếu mà nó bị đầy rồi thì nó sẽ dẫn tới các bạn không thể cài đặt được các ứng dụng. Thì liên quân nó rất là nặng nha các bạn. Cho nên các bạn phải để cho cái bộ nhớ khi các bạn cài đặt cái phần mềm liên quân nhé, thì cái bộ nhớ các bạn ít nhất phải được chống 2 GB trở lên. Như vậy thì các bạn mới nên cài đặt, không thì sau khi mà các bạn đã cài đặt được cái liên quân nó chỉ được 700 MB thôi. Tuy nhiên các bạn cài nó về nó phải lên đến 1 GB mấy cơ. Cho nên các bạn phải ít nhất để nó chống 2 GB nha. Đây, cái ứng dụng liên quân của mình đây. Đây cái dữ liệu của nó mất là 171 MB này. Ứng dụng là 851 MB này. Tổng là mất 1 GB này. Đó thì các bạn chơi càng lâu thì cái mức tổng bộ nhớ nó mất sử dụng cái dữ liệu của nó ngày càng tăng lên. Hôm nay có khi là 171 MB, ngày mai có khi là lên 200 MB cơ. Nó sẽ tăng dần hàng ngày. Các bạn nên xóa bớt cái dữ liệu đi bằng cách các bạn ấn vào liên quân. Sau đó các bạn ấn vào bộ nhớ và xóa cái dữ liệu nó đi. Tuy nó bị mất dữ liệu, các bạn có thể đăng nhập lại chỉ như vậy thôi, cho cái máy nó thông thoáng hơn. Hoặc là các bạn đã bị gỡ nó đi rồi, các bạn cài nó về ấy, thì các bạn để ít nhất là bộ nhớ trống phải 2 GB nhá. Còn dưới 2 GB thì nó rất dễ bị lỗi, bởi vì bộ nhớ của các bạn không thể đủ. Cái ứng dụng của nó đã chiếm mất 851 MB rồi. Đó, còn cả kể cả dữ liệu các thứ của nó nữa. Chưa kể một số các cái ứng dụng khác nó sẽ tăng dần bộ nhớ của các bạn lên. Đó. Thì các bạn nên lưu ý cho mình cái bộ nhớ phải làm sao đầy đủ. Trên đây là những cái chia sẻ mà mình chia sẻ tới các bạn cách để cài đặt các cái ứng dụng trên mạng về không bị lỗi khi các bạn tải các ứng dụng trên CH Play về. Thì nếu thấy hay mà bổ ích thế, nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.